Hồ sơ mật Lầu Năm Góc và hồi ức về chiến tranh Việt Nam. Sách tham khảo. Tác giả Daniel Elbeth. Dịch và hiệu đính Minh Thu, Trọng Minh. Giọng đọc Hải Yến. Số 15. Chương 10. Rạch Kiến. Từ cuối tháng 10 năm 1966 cho đến khi rời Việt Nam vào tháng 6 năm sau, tôi làm trợ lý đặc biệt cho Phó Đại sứ Potter, người phụ trách mọi hoạt động dân sự của Mỹ tại Việt Nam. Nhiệm vụ chính của tôi là cung cấp cho ông ấy những đánh giá thực địa về các chương trình và chiến dịch, đặc biệt là những hoạt động bình định và hoạt động hợp tác quân sự dân sự khác. Cuối tháng 12, tôi tới thăm một làng Việt Cộng mới được giải phóng thuộc địa bàn quận Rạch Giá ở tỉnh Long An, nằm ở phía nam Sài Gòn, thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Trong vài năm qua, không lực lượng nào của quân đội Sài Gòn nỗ lực tiến vào khu vực này để thể hiện rằng quân đội Mỹ có thể giành quyền kiểm soát và bình định một địa bàn vốn nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Việt Cộng. Sư đoàn 25 của Mỹ đã dùng trực thăng thả một tiểu đoàn tăng cường xuống gần ngôi làng mục tiêu vào ngày 22 tháng 12 năm 1966, một ngày trước khi tôi đến đây trong chuyến công tác 10 ngày. Lý do chính khiến tôi tới đây là sự hoài nghi của Đại sứ Lốt và Phó Đại sứ Potter về việc can dự của quân đội Mỹ trong hoạt động chiến đấu và bình định tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đông dân. Lốt thường không can thiệp vào hoạt động quân sự, nhưng ông ấy có một dự cảm lớn và có cơ sở về việc yểm trợ của pháo binh không quân Mỹ sẽ gây thiệt hại lớn cho dân thường ở vùng đồng bằng này. Ông ấy muốn tôi đánh giá xem liệu ông ấy có nên nỗ lực ngăn McVie triển khai các đơn vị chiến đấu Mỹ đến khu vực ấy không. Ngày đầu, tiểu đoàn Mỹ đến hầu như không có sự chống cự nào. Lực lượng Việt Cộng sống cùng gia đình họ tại những túp lều và phòng làm việc có vách ngăn chát vữa và mái lợp lá đã nhanh chóng bỏ chạy. Những túp lều trống được người Mỹ dùng làm sở chỉ huy tiểu đoàn. Ngày thứ hai tôi đến bằng trực thăng. Sĩ quan chỉ huy, một viên trung tá, đã nhận được thông báo của sở chỉ huy sư đoàn rằng tôi sắp đến và đứng ở ngay cửa trực thăng để đón khi tôi bước ra. Ông ấy xách túi của tôi, trong đó có một túi ngủ, vài bộ quần áo, đôi giày, đạn dược và mang túi vào lều chỉ huy. Ông ấy hơn tôi vài tuổi nhưng ở bậc FSR1 nên tôi cao hơn ông ấy mấy cấp. Tôi sẽ ngủ trên chiếc giường xếp bằng bạt ngay cạnh giường ông ấy, trong lều, liền kề lều chỉ huy. Cả hai nơi này đều bị Việt Cộng bỏ lại. Ông ấy bảo đây là tuần đầu tiên ông ấy mặc quân phục bộ binh. Trước đó ông ấy là một sĩ quan pháo binh. Ông ấy đã luôn muốn có một vị trí chỉ huy bộ binh để được thăng tiến. Nhưng ông ấy đã quá trông đợi vào việc mình sẽ nhận được sự dìu dắt của viên sĩ quan chỉ huy tiền nhiệm, người đang được chuyển sang đảm nhận một nhiệm vụ khác. Ấy vậy mà, ông ấy nói với giọng hoài nghi và có phần cay đắng. Quá trình chuyển giao quyền lực của ông ấy chỉ là một cái bắt tay dưới cánh của chiếc trực thăng đã đưa ông ấy tới căn cứ trước đây của tiểu đoàn. Sĩ quan chỉ huy kế nhiệm mang hết đồ dùng cá nhân ra trực thăng, chúc ông ấy may mắn, cho đồ lên trực thăng, ngồi vào ghế người kế nhiệm anh ta vừa rồi bay đi thẳng. Anh ta còn chẳng buồn giới thiệu tôi với cấp phó của anh ta hay các sĩ quan khác. Vị chỉ huy mới này tử tế với tôi hơn. Ông ấy giới thiệu tôi với các sĩ quan dưới quyền mà chúng tôi gặp, những người mà một tuần trước ông ấy đã phải tự giới thiệu bản thân với họ. Tôi bảo ông ấy rằng Phó Đại sứ muốn tôi quan sát nơi này như một chiến dịch mở đầu cho chương trình bình định của Mỹ.
Tôi không nhắc đến những hoài nghi của Ngài Đại sứ về sức mạnh quân sự của Mỹ ở vùng đồng bằng này. Tiểu đoàn này từng đóng ở gần Sài Gòn và hầu như rất ít hay chưa từng tham chiến từ khi tới Việt Nam. Theo lời phó chỉ huy tiểu đoàn, một viên thiếu tá đã ở tiểu đoàn này nhiều tháng, thì với hầu hết thành viên tiểu đoàn, tiếng súng đầu tiên họ từng nghe thấy là những tiếng súng rải rác khi họ nhảy dù xuống đây ngày hôm qua. Bất chấp tình hình của khu vực này, anh ấy nghĩ họ sẽ không gặp nhiều trở ngại nhờ sức mạnh quân sự và sự yểm trợ của không quân mà họ có. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, các trực thăng vận tải hạng nặng đang vận chuyển nhiều cấu kiện pháo và thùng đạn tới căn cứ pháo binh ở gần trung tâm làng. Chúng tôi đang đứng ở ngã tư trung tâm làng thì thấy một nhóm nhỏ người Mỹ mặc quân phục đi trên con đường giữa những cánh đồng lúa về phía mình. Hóa ra đó là một nhóm cố vấn Mỹ, hai sĩ quan và một trung sĩ của một tiểu đoàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tới đây trước bằng đường bộ để cùng phối hợp tác chiến với tiểu đoàn Mỹ. Họ đóng quân cách đó khoảng 2 km và đi bộ sang đây để gặp chúng tôi. Đi theo bảo vệ họ là tốp lính Việt Nam Cộng Hòa được trang bị đầy đủ. Theo họ, nhiều lính và hạ sĩ quan ở tiểu đoàn họ là người quê ở khu vực này. Và họ muốn cảnh báo rằng chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn, chúng tôi nên không ngừng đề cao cảnh giác. Viên cố vấn Mỹ cấp cao hơn bảo, tối nay các anh sẽ bị tập kích bằng pháo. Anh ấy là một đại úy trẻ, vạm vỡ, đã cố vấn cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa được gần một năm. Đó là lời cảnh báo chính mà anh ấy muốn nói với chúng tôi. Anh ấy nói thêm, hãy nhớ Việt Cộng đã sống ở nơi các anh đang đứng rất lâu. Việt Cộng biết rất rõ vị trí của các anh. Viên phó chỉ huy bảo, anh đùa à, đây là tiểu đoàn tăng cường Mỹ, có sự yểm trợ của pháo binh và không quân. Tối nay sẽ không có lính Việt Cộng nào ở quanh đây trong vòng 16 km. Một lúc sau, ba người Mỹ ra về. Họ bảo là muốn về căn cứ trước khi trời tối. Trước khi về, họ mời tôi tối hôm sau qua chỗ họ. Tiểu đoàn trưởng của họ, một người Việt Nam và theo Công giáo, muốn tổ chức một bữa tối đặc biệt nhân dịp Giáng sinh để cảm ơn các cố vấn Mỹ. Viên phó chỉ huy bảo tôi, những người này đã ở cùng quân lực Việt Nam Cộng Hòa quá lâu, họ sẽ chẳng dám vào địa bàn này nếu không có chúng ta ở đây. Nhưng tối nay họ sẽ được an toàn. Trong một tháng tới, Việt Cộng sẽ không dám lại gần tầm bắn pháo của chúng ta. Phần lớn tiểu đoàn sẽ thực hiện càn quét khu vực này một ngày sau Giáng sinh, tức là 3 ngày sau đó. Còn bây giờ, họ sẽ thường xuyên tuần tra làm quen với địa hình khu vực này. Tôi có thể đi theo họ nếu muốn. Sau bữa tối, các sĩ quan sẽ họp tại lều chỉ huy để bàn kế hoạch tuần tra hôm sau. Trên tường có một bản đồ quận Rạch Kiến cỡ lớn, phạm vi của tiểu đoàn và vị trí các đơn vị khác nhau được đánh dấu bằng bút chì sáp. Chiếc lều này cùng dãy lều ở gần ngã tư tương đối chắc chắn, có tường chát vữa và mái tôn, có lẽ là kết quả của các chương trình bình định những năm trước đó. Giống như những túp lều khác chúng tôi đang ở, trong lều có treo đèn Coleman, đèn báo Hoa Kỳ, được thắp sáng bằng ga. Dĩ nhiên là ngôi làng này không có điện. Sau cuộc họp giao ban, lúc ra ngoài, tôi nói chuyện vài câu với một binh nhì trẻ tuổi đang cầm M16 canh gác lều chỉ huy. Đây là đêm đầu tiên của anh ấy ở Việt Nam. Anh ta vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất ở bên ngoài Sài Gòn sáng hôm đó thì được điều ngay đến tỉnh Long An và gia nhập tiểu đoàn ở Rạch Kiến vào cuối chiều cùng ngày. Hôm nay là một ngày dài với anh ấy. Trong lều cạnh lều chỉ huy, tôi mắc màn quanh chiếc giường mà viên đại tá đã phân cho tôi và mặc nguyên quần áo đi ngủ. Viên đại tá tắt đèn Coleman và ngủ ở giường cạnh tôi.
Khoảng 2 giờ sau, chúng tôi bị đánh thức bởi những tiếng nổ kim loại chát chúa, hình như là trên con đường dẫn vào chỗ chúng tôi. Bùm, bùm, bùm. Chúng tôi xỏ giày trong bóng tối và chạy ra ngoài khi chưa buộc dây giày. Tôi đi theo viên đại tá đến lều chỉ huy bên cạnh và đi ngang qua chỗ anh lính gác, trông có vẻ hoảng loạn. Cửa vừa mới đóng sau lưng chúng tôi thì một tiếng bùm khác ở ngay bên ngoài và tường nhà rung chuyển. Chiếc đèn Clermont rung lắc dữ dội trên giá, bóng của nó xoay tròn. Một mặt của tấm bảng treo bản đồ rời ra và rơi xuống bàn. Cà phê trong cốc sắt tây đổ lênh láng ra bàn. Chúng tôi loạng choạng ngã vào nhau khi túp lều rung chuyển. Mọi người tranh nhau lấy mũ sắt. Tôi chợt hối hận vì đã không mang theo mũ của mình. Tôi tưởng tôi có thể dễ dàng tìm mũ trong sở chỉ huy nếu cần. Nhưng bây giờ không phải là lúc có thể mượn một chiếc. Khi đèn đã dừng lắc, một người vào báo là anh lính gác bên ngoài, người vừa tới đây sáng hôm ấy bị trúng mảnh quả đạn pháo vừa nổ bên ngoài, anh ấy bị thương rất nặng. Trực thăng cứu thương đưa anh ấy cùng những người bị thương khác ra khỏi đó, nhưng anh ấy đã chết trên chuyến bay. Nhóm lính liên lạc ở phòng bên cạnh đang liên lạc với các bộ phận khác nhau của tiểu đoàn. Sĩ quan tác chiến đang đối chiếu các báo cáo nhận được với bản đồ, cố xác định vị trí pháo được bắn ra để họ có thể bắn trả. Chúng tôi cũng đang bị tấn công bằng súng máy 50 ly từ nhiều vị trí cách chúng tôi không xa. Viên cố vấn của tiểu đoàn kia đã đúng. Việt Cộng biết rõ vị trí chúng tôi và đạn pháo của họ rót rất chuẩn. Trong loạt đạn đầu tiên, họ đã nã pháo dọc theo con đường, mỗi nhà một quả đạn pháo. Họ chỉ nã trượt lều chỉ huy có vài mét, cùng căn lều đại tá và tôi ngủ. Chúng tôi chờ loạt đạn tiếp theo, nhưng không thấy gì. Lính tuần tra được điều theo hướng tiếng súng 50 ly, nhưng chúng tôi không nghĩ họ sẽ tìm thấy gì. Nhiều lều có người bị thương. Một lúc sau, chúng tôi về lều của mình ngủ tiếp. Sáng hôm sau, có người nhìn thấy một quả đạn pháo 60 ly chưa nổ, găm ở chỗ lõm dưới sàn nhà, cách giường của tôi vài chục phân. Tôi đã không nhìn thấy nó. Hẳn là quả đạn pháo đó đã rơi xuống đó vài giây sau khi chúng tôi chạy ra ngoài. Bởi chúng tôi đã không nghe thấy tiếng nó rơi xuống mái nhà. Các binh sĩ đều bàn luận về những quả đạn pháo có ghi tên họ. Ý nghĩ về một quả pháo có ghi địa chỉ hiện tại của tôi và suýt rơi trúng giường tôi đã khiến tôi quên mất thực tế rằng quả pháo còn chưa nổ. Tôi chụp ảnh lia lịa đi vòng quanh để có những bức ảnh cận cảnh và lấy góc hình có cả quả đạn pháo và thành giường của tôi. Đúng lúc ấy, đội phá bom vào. Họ nhìn thấy một thằng khùng mặt mũi hớn hở đi quanh một quả đạn pháo chưa nổ và bảo: "Chúa ơi, pháo còn chưa nổ." Họ cộc cằn quát bảo tôi ra ngoài. Đó còn chưa phải là khoảnh khắc chuyên nghiệp nhất của tôi. Chiều hôm đó, một tiểu đoàn thiếu ngủ mở rộng phạm vi tuần tra và chuẩn bị cho một đêm không ngủ tiếp với tinh thần cảnh giác cao độ. Đêm đó là đêm Giáng sinh. Giữa buổi chiều hôm ấy, viên cố vấn ở gần đó qua đón tôi về căn cứ của anh ấy. Chúng tôi đi bộ vài cây số. Vệ sĩ của anh ấy trông đặc biệt cảnh giác. Họ đã nghe tin pháo kích đêm qua. Tôi mang theo một chiếc bánh hoa quả trong chiếc hộp sắt tây tròn. Ngay trước khi tôi đi Long An, Phó Đại sứ Porter đã lấy thứ này từ chiếc bàn trong văn phòng của ông ấy và đưa nó cho tôi để tặng một người xứng đáng ở mặt trận. Một người đàn ông không quen biết, nhìn thư đính kèm thì có vẻ là một bà cụ, đã gửi bánh đến sứ quán để mừng Giáng sinh. Tôi nghĩ bữa tiệc Giáng sinh bất ngờ này là một dịp thích hợp. Món quà rất được trân trọng, dù các sĩ quan Việt Nam chưa từng thấy bánh hoa quả bao giờ. Bánh không thật hợp với thức ăn Việt Nam và nước mắm, nhưng nó hợp với những món đồ Mỹ khác ở đó.
rượu Chivas Regal và Jim Martin rất rẻ ở cửa hàng tiện dụng trong căn cứ quân sự ở Sài Gòn. Những chai rượu này khiến các sĩ quan Việt Nam rất quý cố vấn Mỹ. Bàn tiệc ngoài trời của chúng tôi có khoảng chục người. 4 người Mỹ, 1 phiên dịch, 1 tiểu đoàn trưởng cấp phó của anh ta và các đại đội trưởng. Đó là một đêm nóng và oi. Và bên cạnh rượu Scotch Whisky, rượu Cognac và rượu Việt Nam, chúng tôi đã uống rất nhiều bia 33 của Việt Nam. Viên phó chỉ huy, một thiếu tá người Việt Nam, có vẻ không hòa đồng với bầu không khí chung cho lắm. Anh ta đã từng uống rượu Mỹ vì từng làm việc với một nhóm cố vấn khi còn chỉ huy một đại đội trinh sát thuộc cùng sư đoàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa ấy. Nhưng rõ ràng là anh ta không thích rượu, nếu xét lượng rượu anh ta đang uống. Đúng hơn, anh ta không thích người Mỹ ở Việt Nam. Điều gì đó có lẽ không phải là bánh hoa quả đã khiến anh ta phản ứng như thế. Viên đại úy, người đã mời tôi tới đây, nói với tôi rằng khi mới tới đây, anh ấy đã được cảnh báo là viên thiếu tá nổi tiếng ghét Mỹ. Nhưng không phải đợi tới cuối tối hôm ấy, chúng tôi mới biết là anh ta được chuyển tới đây vì đã bắn trượt cố vấn của mình. Viên phó chỉ huy không trò chuyện trong bữa tối mà chỉ lặng lẽ uống, trong lúc các sĩ quan Việt Nam khác hát những bài hát Việt Nam nghe có vẻ mùi mẫn. Xen vào đó là các bài hát Giáng sinh của Mỹ. Rồi anh ta bắt đầu nói chuyện, tra hỏi người Mỹ chúng tôi bằng chất giọng trầm và cay nghiệt. Phiên dịch của chúng tôi, một trung úy người Việt, bảo với chúng tôi rằng, anh ta hỏi, sao người Mỹ đến đây? Người Mỹ nghĩ mình sẽ dạy người Việt Nam ở Việt Nam cái gì? Và các người nghĩ là chúng tôi không đủ dũng cảm để chống lại Cộng sản ư? Viên thiếu tá nói nhanh và to, anh ta không đợi phiên dịch, cũng không đợi chúng tôi trả lời. Rồi anh ta nói to hơn với những người Việt Nam ở đó. Họ ngồi im, vẻ mặt ngượng ngùng. Phiên dịch không dịch, cho tới khi chúng tôi hỏi, anh ta đang nói gì? Người phiên dịch nói, anh ta bảo người Mỹ mới là bọn hèn nhát. Người phiên dịch chần chừ nhìn tiểu đoàn trưởng, cũng là một thiếu tá. Anh ta nói gì? Anh ta nghĩ thiếu tá quá thân thiết với người Mỹ. Rõ ràng là trung úy phiên dịch không muốn dịch những điều viên tiểu đoàn phó đang gần như hét lên. Nhưng khi chúng tôi hỏi, anh ấy diễn giải lại, người Mỹ kiêu ngạo, ngu ngốc, dốt nát. Thật đáng hổ thẹn khi người Việt Nam phải giả vờ nghe lời cố vấn Mỹ. Viên tiểu đoàn trưởng cau mày nhưng không nói gì. Rồi anh ta đột ngột đứng dậy, nói chuyện gay gắt với viên thiếu tá rồi bỏ đi. Cả bàn đứng dậy trừ viên thiếu tá, người dùng tay đập mạnh bàn rồi với lấy chai cô nhắc. Viên đại úy Mỹ dẫn tôi tới chỗ ngủ. Tôi sẽ ngủ cùng lều với anh ấy. Lúc ấy đã khá muộn nhưng trời còn sáng. Chúng tôi định đi dạo một vòng quanh khu vực của tiểu đoàn trước khi trời tối. Nhưng viên trung úy Việt Nam ghé vào thay mặt tiểu đoàn trưởng xin lỗi về chuyện viên thiếu tá. Anh ấy bảo ông ta say rượu. Chúng tôi nói rằng chúng tôi hiểu. Rồi tôi nói có lẽ nhiều người Việt Nam cũng nghĩ như thế. Đó là điều dễ hiểu. Viên trung úy không nói gì. Một lúc sau tôi thận trọng hỏi anh ấy những sĩ quan khác nghĩ gì về điều viên thiếu tá nói. Anh ấy nói nhanh. Họ rất lấy làm tiếc về những điều ông ta nói trước mặt các anh. Họ không đồng tình như thế. Họ đều giận ông ta. Nhưng ông ta là thiếu tá. Nhưng họ không phản đối những gì ông ta nói. Tiểu đoàn trưởng không đồng tình với ông ta chút nào. Nhưng còn những người khác thì sao? Anh ta chần chừ. Họ có thể đồng tình với vài điều ông ta nói, nhưng không đồng tình hoàn toàn. Bất ngờ, một tiếng súng lớn ở rất gần chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng rút vũ khí. Viên trung úy cũng hơi giật mình, chúng tôi cũng vậy. Nhưng anh ấy không tỏ ra ngạc nhiên. Anh ấy xua tay với chúng tôi và bảo, đừng lo, không có gì đâu. Không có gì đâu là sao? Súng nổ ngay bên ngoài. Anh ta bảo, không có gì đâu, không sao đâu, đừng lo.
Rồi có một tiếng súng nữa, cách xa chúng tôi hơn một chút. Viên trung úy giơ hai tay lên đứng trước cửa và bảo chúng tôi đừng ra ngoài lúc này. Đó là viên thiếu tá thôi, nhưng không sao đâu. Ông ta đang rất say và giận dữ. Ông ta đã đi lấy súng lục và bảo sẽ bắn người Mỹ. Tôi đã định nói với các anh, nhưng tôi không muốn các anh lo lắng. Các anh không gặp nguy hiểm gì đâu. Nhưng tốt hơn, các anh nên ở yên trong đây tối nay. Các anh sẽ được an toàn. Tiểu đoàn trưởng đã cử người theo dõi ông ta và họ sẽ không để ông ta tới gần ngôi nhà này. Phát súng thứ ba đến từ khoảng cách xa hơn, có lẽ là cách chúng tôi khoảng 100 mét. Nghe âm thanh cứ như là hướng vào chúng tôi. Anh ta đang bắn ai vậy? Chúng tôi, những binh sĩ khác? Không ai cả, ông ta bắn lên trời ấy mà, ông ta say rồi. Viên trung úy bảo chúng tôi cứ thoải mái ngủ, không cần lo lắng gì hết. Anh ấy chúc chúng tôi ngủ ngon rồi rời đi. Tôi và viên đại úy nhìn nhau vài phút. Sau cùng tôi hỏi, anh nghĩ thế nào? Anh ta nhún vai, đặt khẩu M16 của anh ta đã cầm lên khi nghe thấy tiếng súng đầu tiên xuống và bắt đầu cởi quần áo ra. Anh ấy bảo, đi ngủ thôi, không sao đâu. Họ sẽ không để anh ta tới gần chúng ta. Họ sẽ khó xử nếu để chuyện ấy xảy ra. Tôi suy nghĩ một lúc. Trong im lặng, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của viên thiếu tá. Anh ta im lặng vài phút, rồi lại la hét từ một hướng khác. Có vẻ anh ta đang đi vòng quanh. Thỉnh thoảng có một tiếng súng và thêm nhiều tiếng la hét. Giờ trời đã tối, bởi tôi đã biết thái độ chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào ban đêm, nên tôi không thật tin tưởng công tác an ninh vào ban đêm của họ. Có người đang săn lùng chúng tôi, tiểu đoàn trưởng sẽ bị bẽ mặt nếu viên cấp phó vượt qua được lính canh và bắn vào chúng tôi khi chúng tôi đang ngủ. Nhưng tôi cảm thấy rất bất an. Tôi bảo viên đại úy rằng chúng tôi nên tự canh phòng. Tôi sẽ canh trước từ 10 giờ tối đến 2 giờ sáng. Anh ấy không phản đối. Chẳng bao lâu sau, anh ấy đã cất tiếng ngáy. Để tỉnh táo, tôi thắp một ngọn nến. Tôi nằm lên giường xếp của mình, mặc nguyên quần áo, giày ngay bên cạnh giường. Có thêm một tràng la hét nữa, rồi tĩnh lặng. Không còn tiếng súng ở gần đó nữa. Viên đại úy đã ngủ. Tôi nằm ngửa, gối tay sau đầu, nhìn bóng của ngọn nến. Tôi thử đặt súng ở mép giường cho dễ lấy, nhưng giường hẹp quá. Để súng xuống đất thì sẽ rất khó tìm nhanh trong bóng tối. Sau cùng tôi đặt súng lên ngực. Khoảng nửa đêm, có tiếng súng máy 50 ly tạch tạch ở phía xa. Không bao lâu, có tiếng hỏa lực của pháo binh ở phía chân trời, rồi im lặng. Rồi cứ như thế, âm thanh đến từ rạch kiến, cách đó vài cây số. Tôi quyết định không gọi viên đại úy dậy, nhưng tôi đã thức đến 2 giờ sáng, ngọn nến đã tàn. Tôi lắng nghe tiếng súng máy giống như tiếng dế vọng lại từ xa, đặt súng trên ngực, nghĩ về hai con ở nhà và cảm thấy cô đơn. Tôi nghĩ, đây là một đêm Giáng sinh tồi tệ. Sáng hôm sau, khi tôi rời khỏi lều, viên thiếu tá người Việt Nam vẫn đang ngủ. Trưa hôm ấy, viên cố vấn cùng lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đi bộ với tôi về căn cứ Mỹ. Giữa trưa hôm ấy, chúng tôi đến rạch kiến ngay sau khi một quả đạn pháo vừa nổ ở ngã tư giữa làng. Giáng sinh vui vẻ, ai đó ngoài kia đã có một trò đùa sâu sắc cùng một ý định hết sức thích hợp. Khi pháo nổ, viên phó chỉ huy tiểu đoàn lính Mỹ, viên thiếu tá mà ngay trong ngày đầu tới đây đã nhận định rằng Việt Cộng không thể lại gần tiểu đoàn Mỹ trong phạm vi 16 km, đang ngồi trong nhà vệ sinh 4 hố có căng bạt xung quanh, cách ngã tư khoảng 10 mét. Nhưng đó hẳn là một sự trùng hợp. Việt Cộng đâu có thể biết đúng lúc ấy anh ta đang ngồi đó, và họ cũng đâu nghe được nhận định của anh ấy hai ngày trước đó, được nói ở gần như là đúng chỗ ấy. Tôi đoán là anh ấy cũng không nhớ mình đã nói gì, và tôi cũng không nhắc lại.
Chúng tôi về vừa đúng lúc ăn bữa tối có gà Tây mà chính phủ Mỹ đã cố gắng cung cấp cho binh sĩ đang chiến đấu vào dịp Giáng sinh và lễ tạ ơn. Trong bầu không khí Giáng sinh, tôi đã dành cả chiều hôm ấy phát tặng tiền xu cho những nông dân mà lều tranh của họ đã bị gió của những chiếc trực thăng hạ gần đó thổi tốc mái. Đại diện của USAID đã đưa cho tôi một nắm tiền xu lớn vì mục đích này. Ngày hôm ấy, chúng tôi không triển khai chiến dịch lớn nào mà chỉ cử đi các đội tuần tra để ngăn pháo binh Việt Cộng tiến lại quá gần. Một ngày sau Giáng sinh, sĩ quan tác chiến cử hai đại đội đi rà soát hay dạo quanh các khu vực không xa làng và tôi đi cùng một đại đội trong số đó. Bởi là quan sát viên, tôi không mang theo vũ khí. Thêm nữa, việc mang súng có vẻ không cần thiết, vì dù chúng tôi có chạm trán ai thì cũng có hàng trăm binh lính ở quanh tôi. Nhưng hóa ra việc không mang súng cũng có một bất lợi lớn. Sau khi tôi tự giới thiệu mình với viên trung đội trưởng, họ không để ý tới tôi nữa, dù tôi có đi lẫn vào đội hình hàng dọc của họ hay đi ngang qua một cánh đồng lúa. Chắc họ đã nhận thấy áo khoác của tôi không có phù hiệu và tôi không mang theo vũ khí. Nhưng có lẽ họ chỉ nghĩ tôi là một ai đó làng nhàng ở bên phía dân sự. Ban đầu, vài người tưởng tôi là nhà báo. Nếu được hỏi, tôi bảo là tôi đến từ đại sứ quán ở Sài Gòn và họ ít khi tò mò hỏi xem tôi làm gì ở đó. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.